hormone nữa hả? Oh my God, my favorite color. This is a yellow roses. Oh my God, let me blow you a kiss, baby. Thưa quý vị, chắc có nghĩa là anh khách này nghe Tuấn Anh hát rất nhiều cho nên đã quen và biết rằng Tuấn Anh rất thích hoa hồng màu vàng. Hoa hồng màu vàng, thưa quý vị, thường thường người ta bảo là màu vàng là màu phản bội đấy. Cái anh này mới vừa nói đấy. Người ta chưa kịp nói gì hết, nó vội nhảy vào mồm người ta ngồi rồi. Anh này giỏi đấy chứ nhỉ. Địa chỉ là mấy, số phone bao nhiêu, con nhà ai. Vâng, thưa quý vị, tuy nhiên đối với Tuấn Anh, màu vàng là màu trung thủy và màu vàng là màu quý phái. Sự quý phái ở đây là do tất cả những tấm lòng thương mến của quý vị đã dành tặng cho anh chị em nghệ sĩ, rất nồng nhiệt, rất chân thành. Thưa quý vị, đã tượng trưng được sự quý phái của quý vị trong đêm nay. Xin cảm ơn quý vị. Vâng, thưa quý vị, Tuấn Anh rất muốn mo và mo thật nhiều để quý vị nghe cả đêm nay. Thế nhưng thưa quý vị, chương trình còn rất nhiều tiết mục hấp dẫn khác đang chờ đợi để được hầu quý vị trong đêm nay. Cho nên cho Tuấn Anh xin khất lần sau. Và đặc biệt, Tuấn Anh nhớ rất rõ là ngày 21 tháng 8 năm 2010, Tuấn Anh sẽ hẹn tái ngộ với quý vị và các anh chị tại Las Vegas. Yes, it's in Planet Hollywood. In Las Vegas, August the 21st of 2010. Alright? Và thưa quý vị, đấy là the 5th annual Miss Vietnam Global. Vẫn hy vọng là được gặp tất cả quý vị tại Las Vegas. Is that okay? You promise? I couldn't hear you. Do you promise? Alright, you guys so lovely, so adorable. Oh my God, make me feel so good. Alright. Ok, vâng thưa quý vị, một lần nữa Tuấn Anh xin được chân thành cảm tạ lòng thương mến của quý vị và các anh chị trong đêm nay. Nguyện cầu ơn trên ban phước cho chúng ta để mỗi một người Việt sống tha hương nơi hải ngoại có một đời sống bình an, may mắn, hạnh phúc và thương yêu nhau mãi mãi như chúng ta đã thương yêu nhau trong đêm nay. Xin cảm ơn quý vị và xin kính chào quý vị. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.